Chào các em học sinh. Do cái tình hình dịch bệnh nói chung cho nên chúng ta nghỉ sớm. Vậy thì trong cái chương trình ngữ văn lớp 7 của chúng ta còn làm mấy cái bài mà thuộc cái chương trình địa phương. Vậy thì bài học hôm nay cô sẽ đến với các em một tiết học của chương trình địa phương, đó là chúng ta sẽ học cái văn bản đồng đội. Các em cùng đi vào thì cái văn bản đồng đội của tác giả Bình Nguyên Lộc thì các em sẽ đi vào phần tác giả. Thì đây là chân dung của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Thì về phần tác giả trong sách giáo khoa các em cũng đã có đầy đủ rồi. Trong sách giáo khoa mà địa phương á, thì các em cũng đã theo dõi cũng có đầy đủ rồi. Thì Bình Nguyên Lộc năm sinh là 1914 và năm mất là 1987. Tên thật của ông là Tô Văn Tuấn, sinh tại làng Tân Uyên, Tùng Chánh, Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Ông là nhà văn lớn, nhà văn hóa của Nam Bộ trong giai đoạn 45 đến 75. Ngoài cái bút danh Bình Nguyên Lộc thì ông còn có các bút danh khác như Phong Ngàn, Hồ Văn Huấn, Phóng Ngang, vân vân. Thì về phần tác giả thì các em sẽ xem thêm ở sách giáo khoa để các em sẽ tìm hiểu thêm. Chúng ta đi vào phần tác phẩm. Thì về tác phẩm thì cô giới thiệu các em một số cái tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Thì trước hết đó là cái tuyển tập của Bình Nguyên Lộc tuyển chọn, sau đó đây là một số tác phẩm khác của ông, ví dụ là Đò Dọc, Vì Tên, đúng không, Ký Thác, vân vân. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong về cái phần tác giả cũng như một số tác phẩm tiêu biểu của ông. Các em đi sang phần thứ hai, đó là chúng ta tìm hiểu cái xuất xứ cũng như cái hoàn cảnh sáng tác của cái văn bản đồng đội. Thì văn bản truyền ngắn đồng đội được in trong tập Ký Thác, nhà xuất bản Bến Nghé năm 1960. Thì đây là một trong những cái tác phẩm đặc sắc viết về văn hóa và con người Đồng Nai. Thì vừa rồi cô đã giới thiệu các em xong về phần tác giả tác phẩm, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái phần văn bản. Thì trước hết về phần đọc thì các em đọc văn bản cho cô cho kỹ. Thì hôm trước sau khi mà kết thúc tiết học thì cô cũng đã hướng dẫn các em cái phần này rồi, chúng ta đọc và tìm hiểu. Thì về văn bản này, về thể loại ấy, thì thuộc truyền ngắn. Phương thức thì ở đây phương thức chính là phương thức tự sự, nhưng mà trong có cái kết hợp yếu tố miêu tả. Về chủ đề của văn bản thì văn bản kể về một cuộc đua thuyền trên sông Đồng Nai, từ đó làm nổi bật cái tinh thần đồng đội cao cả. Thì đua thuyền trên sông Đồng Nai là một trong những cái văn nét văn hóa đẹp tiêu biểu của vùng đất Đồng Nai chúng ta. Các em đi vào phần thứ hai và chúng ta cũng phân tích để tìm hiểu. Thì phần thứ nhất cô đi vào cái phần diễn biến của cuộc đua. Thì các em theo dõi trong sách giáo khoa của chúng ta về diễn biến cuộc đua. Thì bắt đầu cuộc đua thì có đến mấy mươi đội ghe cùng tham gia. Nhưng mà ở trong văn bản chúng ta thấy khi mà cuộc đua chưa đầy 100 thước thì chỉ còn lại 7 đội. Nhưng mà sau đó thì ghe rồng xanh lại bị lật, còn lại 6 đội. Và cuối cùng còn lại 2 đội tranh giải nhất nhì. Đó là đội đua am thịt do nhân vật Tư Nết là cầm lái. Và đội đua ba roi thì do Tám Tơ. Thì cuộc đua có thể nói khi mà còn hai đội thì cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn, hồi hộp. Và chung cuộc thì đội ghe ăn thịt đã của Tư Nết cầm lái đã chiến thắng và giành chức vô địch. Thì đó là diễn biến cuộc đua cô đã tóm tắt các em xem ở cái phần mà sách giáo khoa. Chúng ta đi sang nội dung thứ hai. Thì có thể nói đội chiến thắng đó là đội của ăn thịt, đội ghe ăn thịt. Và trong đó nhân vật Tư Nết là người cầm lái. Vậy thì nhân vật Tư Nết nổi bật với những cái tính cách và phẩm chất như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ hai. Đó là ta đi vào tìm hiểu nhân vật Tư Nết. Thì như chúng ta được biết thì Tư Nết là một con người khỏe mạnh, quyết đoán. Nhưng mà trong cái cuộc đua thì ban đầu anh có suy nghĩ hơi nông nổi. Các bạn có biết cái suy nghĩ hơi nông nổi của anh đó là gì không? Lúc đầu Tư Nết định có cái ý định bán đồ cho đội ghe của Ba Roi. Nhưng mà sau đó anh nghĩ đến
gia đình cũng như nghĩ đến cái tinh thần đồng đội đã vất vả, cho nên anh đã kịp thời là sửa sai và giúp anh giúp cái đội ghe ăn thịt và chiến thắng. Có thể nói tính tinh thần đồng đội cao cả thiêng liêng đã giúp Tư Nết vượt qua được cái suy nghĩ nông nổi, và Tư Nết đã trở thành một con người trung thành tuyệt đối với đồng đội của mình. Thì về phần nhân vật Tư Nết, các em sẽ đọc và tìm hiểu thêm nữa. Thì đây là cái ý mà chúng ta chốt về nhân vật Tư Nết. Như vậy, đối với cái văn bản này thì các em chú ý cho cô cái diễn biến của cuộc đua thuyền trên sông Đồng Nai, và bản nào mà cần tìm hiểu thì các bạn để tìm hiểu thêm cái cuộc đua thuyền diễn ra hàng năm trên sông Đồng Nai. Đây là một cái truyền thống văn hóa rất đẹp của vùng đất Đồng Nai. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ 3, đó là phần tổng kết. Thì ở đây tổng kết cô chốt lại những cái nét tiêu biểu nhất về nghệ thuật cũng như nội dung của văn bản. Thì về nghệ thuật thì trước hết chúng ta thấy cái giọng điệu trong cái văn bản này, đồng đội này là chân chất, nó mang nét đặc trưng của vùng Nam Bộ và sử dụng lối viết miêu tả trần thuật rất lôn cuốn, hấp dẫn trong một cái truyện ngắn. Về nội dung thì văn bản đã cho thấy được cái cuộc đua thuyền diễn ra hết sức gay cấn, nhưng mà qua văn bản này tác giả ca ngợi cái tinh thần đồng đội cao cả thiêng liêng của nhân vật Tư Nết. Vậy thì chúng ta thấy như cô nói lúc nãy, chính cái tinh thần đồng đội đã giúp cho Tư Nết chiến thắng được cái nhỏ nhen, cái ích kỷ cũng như cái suy nghĩ nông nổi của mình, và cuối cùng đã giành được chiến thắng tuyệt đối. Cái đồng đội, tình đồng đội, tinh thần đồng đội, tình đoàn kết là rất là quan trọng. Cho nên chính vì vậy, để chiến thắng được thì chúng ta trong lớp, trong trường phải có cái tinh thần đoàn kết, phải có cái tình đồng đội cao cả giống như nhân vật Tư Nết để chúng ta chiến thắng tất cả các bạn nhé. Vậy thì nói chung là cái bài giảng gì về văn bản này nó cũng không có một cái nội dung gì là nói chung là khó khăn cả. Nhìn chung là cái nội dung nó rõ ràng ra, cho nên là cô cũng gợi ý các em học cái văn bản đồng đội bằng một số cái nét tiêu biểu như thế. Thì các em cần tìm hiểu sâu thêm về nhà văn Bình Nguyên Lộc thì các em sẽ tìm hiểu thêm nữa về tác giả cũng như là văn bản này cũng như là các cái văn bản khác, các cái tác phẩm khác của ông. Thì về phần luyện tập thì ở đây các em cảm nhận chung cho cô về cái nhân vật Tư Nết. Vậy thì điều gì các em đáng học ở Tư Nết, và điều gì có thể nói là cần xem xét lại, chẳng hạn cái suy nghĩ nông nổi của Tư Nết, đúng không? Vậy thì bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt và có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ và an lành. Chào các em.